Hồng Vân và Quỳnh Linh xin trân trọng kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là chương trình đặc biệt mai mối cho những sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình được phát sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Ngày hôm nay cũng như thế, Hồng Vân và Quỳnh Linh tiếp tục làm đường dây kết nối cho các chú bộ đội cũng như những nửa mảnh ghép đang đi tìm người yêu của họ. À, Quỳnh Linh báo cho Hồng Vân biết là có cặp đôi là anh chú bộ đội tên Phụng đó với lại cô giáo Thảo, hai người cuối tháng 12 cưới nhau. Trời ơi, cuối tháng 12 này luôn á hả? Mới làm đây thôi, mới chưa tới 2 tháng, cuối tháng 12 lấy nhau rồi. Chúc mừng chú Phụng với cô Thảo. Nhớ nha, mình mời mấy chú bộ đội này đi với Hồng Vân cũng đi dự đám cưới luôn nha. Nếu mà sắp xếp được là Vân phải đến. Rồi, hy vọng ngày hôm nay chúng tôi sẽ kết nối được những cặp đôi đang đi tìm một nửa yêu thương của mình, đặc biệt là những quân nhân chuyên nghiệp và sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Việc con trai hay là con gái thì em đều làm được. Đều làm được hết. Trừ một việc đó là cô ấy cũng không đặc biệt hơn người khác lắm đâu. Cao thì khoảng 1m8 trở lên. Trời ơi, 1m8 thì... Đắc lại 1m58. 1m8 thì hoa hầu quá rồi. Em hay mời mũi mè. Nào, mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Sao em? Chưa đây. Dạ. Chú đội chào với đó. Em ơi, bây giờ mình ra trước nè, mình giới thiệu trước đi. Dạ, đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và bạn trai bên kia và các quý vị khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nga, năm nay em 27 tuổi. Em đang 23 tuổi. 23 tuổi. Dạ vâng. Em hiện đang sinh sống tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, còn nguyên quán của em là ở Nghệ An. Nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên giáo dục đặc biệt ạ. Xem rung dữ vậy, nắm tay chị truyền lửa ôi thôi. Ôi rung dã man luôn. Mới có 3 mà giới thiệu 27, 4 năm. Người ta đang đi đến một cái tình yêu bao giờ cũng bị bẽn lẽn, bị rối chút xíu ha. Dạ không phải nữa, tại vì mình già trước tuổi nên ai hỏi tuổi em cũng kêu là 27 hoặc là 32 không ạ? Vậy hả? Dạ. Đâu, em đâu có già đâu, tự nhiên sao? Nhưng mà em nói vậy ai cũng tin hết trơn. Còn ngược lại á, anh biết sao, ai đi đâu hỏi anh vừa nói 60, cái người ta trả giá 40 mấy, cái nó cười khoái chí. Nhưng mà biết sao, em làm giáo viên dạy giáo viên dạy các bạn nhỏ như thế nào á? Dạ, tại vì nghề của em là dạy những trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ, trẻ tăng động giảm chú ý và chậm phát triển. Cái nghề này phải kiên nhẫn lắm luôn á. Bây giờ thì xin mời chú bộ đội. Dạ vâng, kính thưa các anh chị đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Kính thưa anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Cao Văn Khánh. Năm nay em 25 tuổi, quê của em là đến từ Huế. Huế mộng, Huế mơ đấy ạ. Và cái thứ hai nữa đó là hiện tại em đang học tập và công tác tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đơn vị thì em đảm nhiệm là chính trị viên phó đại đội ạ. Em mang quân hàm thiếu. Thiếu úy ạ. Úy. Dạ vâng. Củ Chi lên Bình Dương gần. Qua cầu gì Phú Cường hả? Dạ nó qua cầu Phú Cường. Đúng rồi, là đến rồi. Củ Chi lên chỗ em có 6 cây ạ. Ôi trời ơi, tuyệt vời quá. Dạ anh ơi, em thấy bộ đội hành quân thường đi bộ, nhiều người đi bộ, anh có đi bộ qua chỗ em chơi được không? Đấy là động lực để anh đi thôi, không có gì cả. Khánh ơi, Khánh nói được còn nhớ tiếng Huế không? Dạ em con nhớ cho chị ơi. Thì nói tiếng Huế đi, mới nói tiếng Huế đi, dễ thương. Giờ chưa mà nói tiếng Huế trong sân cây hóng hiểu. Hiểu chứ, hiểu. Hiểu không quý vị? Hiểu cho tăng một tay nữa. Tiếng Huế dễ thương. Ủa anh ơi, anh là bao nhiêu tuổi em quên? Em bên ơi, anh bên đi 25 tuổi. À dạ 25 tuổi ạ. Em nói tiếng Nghệ An quên mình đi em. Em nói tiếng Nghệ An anh mình nắng mà anh hiểu được nè. Quê cho anh nghe em hiểu hết luôn á. Anh hiểu được hả? Rồi thì em nói tiếng Nghệ An rồi, cái tí nữa là mất công chương trình này phải quay lại. Rồi em gái,
Em cho đàn trai biết một chút về những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Mọi người nhận xét em là một người vui vẻ, hòa đồng, tạo ra năng lượng tích cực cho người khác. Và ưu điểm nữa là tất cả mọi việc, về việc con trai hay là con gái thì em đều làm được. Đều làm được hết. Trừ một việc đó là... thích con gái ra em không làm được. À, tức là em chỉ thích con trai thôi. Dạ, đúng rồi. Ừ. Thích con gái để nhà trai lo. Dạ, yeah. Còn nhược điểm của em thì em hay ngoái mũi này. Ngoái mũi này. Ai ngủ rồi là hay cắn móng tay. Ngủ gì, ngủ bình thường, ai cũng ngủ mà. Em ngủ nhiều lắm. Con người mình bình thường á, một lúc sẽ không làm được hai việc. Nhưng mà em một lúc sẽ làm được hai việc. Đó là vừa ngủ vừa lái xe, vừa ngủ vừa viết bài, ngủ vừa làm việc khác nữa. Ê, em không được em ơi, cái vừa ngủ vừa lái xe nguy hiểm lắm. Cái chuyện nó phải khắc phục có, đi nha. Có lần nào mà vừa ngủ vừa lái xe mà gặp sự cố chưa? Dạ nhiều lần lắm rồi, nhưng mà tại vì chắc là do em may mắn quá nên thần chết cũng chịu thua em. Vậy hả? Dạ. Em nguy hiểm không chỉ em mà nguy hiểm cho những người tham gia giao thông nữa. Cái này dạ. Phải bỏ ra nha. Dạ. Cái thứ hai mà anh thấy nó hơi vệ sinh toàn thực phẩm đó, mà cái tật xấu em là vừa ngoáy mũi mà vừa cắn móng tay đó. Cái này nó kỳ lắm nha em. Nhưng mà Linh ơi, ngộ lắm nha. Ở người trên thế giới người ta nói những người mà chỉ số IQ mà thông minh là thường ăn cứt mũi mình á. Trời ơi. Thiệt. Có một cái bài báo nói như vậy luôn. Thôi á. Mình không muốn thông minh kiểu đó. Cái sở thích của em là gì? Dạ em thích ăn trứng thối. Thích ăn trứng thối. Gì? Thích ăn trứng thối. Trời sao em lạ vậy? Lần đầu tiên em biết em thích ăn món này là lúc mà mẹ em đưa cái ổ gà không nở ra và luộc lên thì nó nổ búp 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 vậy đó. Xong rồi em ngửi, sao mà thơm vậy? Cái xong em bóc ra mà thấy nó xám xám hết trơn rồi, mẹ bảo hư rồi con ơi, ăn đau bụng đấy. Cái xong mẹ dắt, mẹ lấy để đi đổ mà em còn thò tay em trộn một quả em giấu xong rồi em ăn. Mà em thấy ngon dã man từ đấy. Trứng ung á. Mà nó thúi không? Trứng nó thúi không? Em nghe thơm mà. Thơm. Tức có phải là trứng gà giữa không ta? Đúng không? Dạ. Gà giữa đúng không? Dạ đúng rồi. Nó bị giữa mà nó thúi luôn đó. Đúng mà lạ luôn á. Những cái nào mà đắng rồi là không ăn được, còn những cái mà không đắng thì ăn được. Ừ Khánh ơi, em thấy sao Khánh ơi? Dạ giờ em cũng không biết trả lời thế nào nữa, nhưng điều quan trọng nhất là mình phải tôn trọng ý kiến của bạn và sở thích của bạn. Cái nào thúi cậu ăn, nào thơm mình ăn. Dạ đúng rồi đấy anh. Đó là em thích thôi, nhưng mà cũng có thể không ăn nếu như mà em thích chồng em hơn. Chồng em hơn. À, thích chồng hơn trứng thúi. À, thích chồng hơn trứng thúi. Rồi Khánh tiếp tục coi cái câu chuyện của em, tức là những cái ưu điểm của em là gì? Dạ thứ nhất đó là hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm đến người khác, và đặc biệt nữa đó là có thể làm được việc nhà và có thể nấu ăn được. Em có một cái tật xấu gì không Khánh? Ví dụ như trong công việc ấy anh, là khi mà công việc đến với mình tương đối là nhiều ấy thì hay bị stress, và em thấy cái điểm này nó rất là khó đối với em, không biết làm sao để tháo gỡ. Nên em sẽ mong muốn tìm được một người có thể bên cạnh em và đồng viên em đó. Những lúc như vậy ta dạy trẻ từ kỹ được mà, thành ra là chia sẻ những cái vấn đề stress này kia với em là rất là nhẹ nhàng, đơn giản đúng không? Khi mà em dạy những đứa trẻ tự kỷ đó, có bao giờ em gặp một cái trường hợp nào mà nó xảy ra cái điều không hay, hoặc là giống như là một cái tai nạn nghề nghiệp của em không? Dạ thường thì những trẻ mình kèm những cái hành vi rối loạn á, thì lúc mà dạy thì sẽ có những cái hành động mà trẻ tự gây ra thì sẽ có cái hành vi là bé tức giận, nhưng mà mình không thể biết được là vì sao bé tức giận, thì bé tự cắn tay, tự cắn chân, rồi không có ai thì bé sẽ đập đầu vào tường. Rồi lúc đó em có bị bé cắn không? Dạ em bị mấy lần. Mấy lần luôn hả? Ồ. Nhưng mà em thì cảm thấy đó là bình thường. Trẻ cắn mình như vậy mà trẻ có thể giảm bớt được cái cơn giận của mình thì em vẫn thấy vui. Rồi đường tình duyên của Khánh thế nào? Trong tình yêu thì em đã trải qua được một mối tình hồi năm 3 của đại học. Thì hai người quen nhau cũng được 2 năm. Thì cái điều đồng tính chất đặc thù của quân đội mà anh. Em thì người ở Huế học Hà Nội, mà sau đó tốt nghiệp ra trường điều đồng công tác về thành phố Hồ Chí Minh. Thì yếu tố đầu tiên đó là tính chất địa lý xa mặt cách lòng mà em và cô ấy dừng lại ạ. Anh ơi giờ còn liên lạc không anh? Hết rồi em ơi, giờ điện người ta có bắt máy đâu, người ta sắp có chồng đến nơi rồi sao mà điện được em. Còn em sao nè? Dạ em cũng trải qua một mối tình không chính thức, có nghĩa là anh thương em và em cũng biết được là anh thương em nhiều. Cũng thời gian năm 3 đại học thì em thấy ra được rằng là anh không có cố gắng nhiều và anh nói dối em.
anh cũng hay ghen nữa. Với lại vì một phần vì gia đình bên đó nên em không có thích và em quyết định không liên lạc với anh nữa. Mấy năm rồi? Dạ hơn một năm, gần hai năm là không liên lạc. Gần 2 năm là tụi em cắt đứt mối tình đó. Dạ đúng rồi. Khánh vẫn là mấy năm rồi Khánh? 2 năm luôn dạ, đó. Dạ còn gần 2 năm rồi chị ạ. 2 năm trời ơi, đồng điệu dữ vậy trời. Dạ. Mà cái mẫu hình lý tưởng của Khánh là như thế nào Khánh? Dạ cô ấy cũng không gọi đặc biệt hơn người khác lắm đâu. Chỉ là ngoài hình là ưa nhìn. Cao thì khoảng 1m8 trở lên. Khoảng 1m8 trở lên. Trời ơi 1m8 thì... Nhắc lại 1m58. 1m8 thì hoa hầu quá rồi. Ngồi tâm lý quá. Suýt nữa là em bước xuống sân khấu em về luôn rồi. Nhờ 1m58 trở lên là đặc biệt cái điểm mà em rất bị cuốn hút bởi những người có con gái có cái má lúm đồng tiền ấy các bạn. Ôi trời. Khi cười một cái là mình hay gọi là ngây ngất luôn á. Đấy cho nên là không biết bằng nữ bên đấy là như thế nào thôi. Một lúm hay hai lúm em? Một thì tốt mà hai thì càng tốt chị ạ. Wow. Nè bây giờ dễ lắm em. Không có đồng tiền mình cũng làm đúng có đồng rồi. Tiền. Lấy đinh đóng cái lỗ vậy rồi rút ra có đồng tiền. Dễ lắm không? Dạ. Còn em sao? Em dạ. Cái hình mẫu lý tưởng của em. Em không có mẫu hình nào lý tưởng cho bản thân mình hết. Chỉ cần phù hợp thôi nhưng mà đừng có đồ sộ quá. Cũng đừng có mà mi nhon quá. Đừng có thấp hơn em là được. Em mét nhiều. Em mét 63, 64 gì đó. Ồ thế thì không có. Em ơi mét 6 không được đi bộ đồi đâu em ơi. Dạ. Anh nói chơi thôi chứ chiều cao không có gì quan trọng đâu em gái ơi. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Em chưa nói hết điều em thích. À vậy con nữa hả? Em nói tiếp đi. Dạ. Tức là em không có đòi hỏi gì ở cái người bạn trai của em vậy hết. Vậy mà em nói nhưng chưa mà nói nãy hết giờ điều kể, em kể chưa có hết được nữa. Đó là mới ngoại hình thôi mà. Đúng không? Còn gì dạ, nữa? Còn về tính cách thì em muốn người bạn trai của em là lịch vui vẻ, lịch sự, biết yêu thương, tôn trọng gia đình, tôn trọng bố mẹ và thích trẻ con. Còn điều em không muốn có ở bạn trai đầu tiên là không hút thuốc, không có gia trưởng quá. Cái thứ ba là không ghen. Còn gì nữa không? Nói nhiều quá bên anh đi mất em lại ế. em thích chồng mình làm bộ đội không? Hồi trước bố em còn sống thì cũng thích làm bộ đội nhưng mà dần nhiều lý do nên bố không làm, không theo được, không theo được nghề nên là bố nói sau này có điều kiện thì con sẽ làm như vậy. Tức là con sẽ lấy một người chồng là bộ đội cũng... là tâm nguyện của bố. Yeah. Nói chung là em thích môi trường bộ đội. Yeah. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một cái chú bộ đội cũng rất dễ thương luôn. Yên tâm là hôm nay chú bộ đội rất là xoái ca đó. Rất là hot boy luôn đấy. Em có thích đàn ông có răng khểnh không? Con gái em cũng thích nữa. À, tức là em thích có răng khểnh đúng yeah. không? Ừ. Mà vừa khểnh vừa súng nó mới có duyên. Trời ơi, bây giờ bên nhà gái tôi có nhiều những cái yêu cầu khắt khe quá nãy giờ. Chú bộ đội có nghe không? Dạ có ạ. Ừ thì em cảm thấy là ở em có thể hội tụ những cái điều mà cô gái này cũng mong muốn không? Dạ thì trước tiên đó là em không hút thuốc. Cái điểm thứ hai đó là nói về gia trưởng. Đối với quan điểm của em thì thuần vợ thuần chồng thì biển đông tác cũng càng. Có nghĩa là mình phải tôn trọng lẫn nhau tất cả các mối quan hệ. Điểm mà cô gái đó là nói là giờ ghen thì tùy thuộc vào tất cả các mối quan hệ. Hiểu được vấn đề mới ghen chứ không phải bà đâu ghen đấy. Ghen có văn hóa đó. Ghen có văn hóa. Ở đây mà thấy cái vấn đề bạo biện đó là nó lòng vòng cho một cái chữ ghen, tức là có ghen. Người đàn ông này là có ghen. Ghen báo cáo với cô, nếu như không ghen không phải là yêu. Nếu như yêu thì phải ghen. Ghen để giữ người mình yêu. Rất là hoạt ngôn luôn á. Đặc thù đối với quân đội thì cũng không có nhiều thời gian đối với vợ, nhưng tranh thủ những giờ nghỉ hay ngày nghỉ gì đấy tối về nấu cho vợ món ăn xong rồi hai vợ chồng ngồi ăn cơm. Ừ em ạ, như thế này anh không phải như thế. Em lần sau em đừng có nói như vậy nữa, anh rất là buồn. Thì ngày một ngày 20 giùm thấm lâu thì lúc đó cô gái sẽ cũng nhẫn hại lắm chứ bộ. Anh ơi anh ơi, nói hoài là bị nghe nhờn đi. Trừ khi mình làm chứ còn mà mình cứ nói ồ anh không phải như vậy, anh không phải như vậy, ngày nào cũng không phải như vậy thì nhờn đi. Nhờn đấy, đúng nhờn rồi. Đi, anh nghe ông nhờn đi. À đúng rồi, thì ý là nói lờn á, bị lờn. Lờn á. À lờn thuốc á hả? Ừ, lờn thuốc. À trời ơi. Với quân đội thì anh nghĩ rằng những cái điều đó hết sức là nghiêm khắc. Có chuyện gì em vô em hay mét gọi là thủ trưởng là mệt lắm luôn á. Tốt thì khoe, xấu thì che lại, tự nhiên chuyện trong nhà rồi mình lại làm như vậy này.
xấu mặt chồng em cũng không thích. Là em không ghen đúng không? Em thì không có ghen. Một, nếu mà đã có mèo mà gà đồng gì ngoài là nói một câu đi. Rồi rồi. Nghe chưa, nghe cái chữ đi chưa? Chứ không. Một câu đi. Đó. Trời ơi. Nó nghe dạ, đúng rồi. Ông mối. Giờ ông nhắm coi, ví dụ như là cái người bên đó mà đến với người bên tôi á, thì giờ cô ở đâu? Cô ở trong quân đội doanh trại luôn hay là sao? Em? Nếu lấy vợ vậy đâu em? Đặc thù môi trường của đơn vị bọn em ấy, thì khi mà cán bộ lập gia đình thì đơn vị cũng có cho ở nhà, gọi là nhà công vụ với giống chung cư của mình ấy. Có nhà công đấy. Vụ luôn. Còn gì nữa không? Ừ. Giờ nhẫn, ví dụ cưới thì giờ đòi nhẫn vàng hay nhẫn hồng xoàn? Nói tiếng đi, đặng ta nói giùm tao lần luôn. Chỉ có nhẫn cỏ thôi, tùy mà theo quán... có mùa lương hay không. Dạ đúng rồi, với lại lương sắp tới nó cao hay không nữa. Ừ. Đấy, và giờ nếu như có em có thương anh hay yêu anh thì anh có tặng em nhẫn cỏ thì đó vẫn là tình cảm. Dạ. Còn giờ em tặng em, anh tặng em hộp xoàng mà em không thấy thương anh thì coi như là vứt đi. Tại vì anh không biết anh tặng em cái gì nên em cũng không biết thích cái gì. Khi nào anh tặng em mới biết anh thích hay không. Theo chị là nên cái nhẫn bạc, vừa bảo đảm sức khỏe cho mình. Bạc tình bạc nghĩa chết đấy. À, bạc tình bạc nghĩa em ơi, bỏ bạc nha. Bỏ bạc, không có nhẫn nhẫn. Thôi nhẫn đồng cũng được. Nhẫn đồng đi ha, được á. Nhẫn đồng cũng được. Trời ơi, đáng yêu quá. Em yên tâm, tất cả những gì anh có anh sẽ tặng cho em hết. Ai, anh nào? Anh bộ đội. Ừ, nói cho rõ. Anh Linh không còn cái gì để tặng em nữa rồi. Anh có cái gì tặng cái đó, đừng lo. Bây giờ em gái đi với ai vậy? Dạ lẽ ra là hôm nay em đi với em gái, với em trai nữa và bạn. Nhưng mà do em gái bị sốt siêu vi nên là không đến được. Bây giờ nên em đi với bạn thân của em. À vậy bạn thân hả? Em là bạn của Nga, học chung cấp 3 tới bây giờ. Nga bạn của em là một người rất là năng động, nhanh nhẹn, luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Về anh trai bên này thì em thấy anh trai về ngoại hình khá là đẹp trai, ok, vui tính, hoạt ngôn, nói chuyện vui vẻ, hòa đồng. Hai bạn rất tương xứng về tính cách. Và em thấy có một điểm rất chi là thuận lợi đây, đó là hai bạn đều là người miền Trung nữa, thì ăn với Huế cũng tương đối gần. Dạ em rất ủng hộ ạ. Bấm nút đi Nga. Dạ em xin hỏi gái. Rất cảm ơn bạn gái. Ý bạn muốn nói là em phải bấm nút, em hiểu không? Bấm hả? Bấm nha bà. Rồi. Em đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đến đây là có em gái của em và thủ trưởng chỉ huy ở đơn vị ạ. Rồi. Dạ. Bây giờ để gia đình phát biểu trước đi ha. Dạ, lưu tiên thì trước hết em được xin chào chủ quyền lính của Hồng Vương và tất cả các anh chị cán bộ chiến sĩ đang có mặt ở trường quay cùng với khán giả ạ. Thì em thấy chị thì có ngoài hàng cao rạo và rất là dễ thương. Anh trai của em ấy, anh ấy là người con thứ ba trong gia đình. Ba mẹ rất là tin tưởng ở anh. Cho nên là người nào mà anh ấy chấm và anh ấy chọn thì ba mẹ em chắc chắn sẽ thuận theo ạ. Anh ấy còn là một người rất là tâm lý, rất là biết yêu thương và quan tâm chăm sóc em gái của mình. Cho nên là nếu được thì em cũng mong chị cho anh ấy một cơ hội. Anh ơi, anh quan tâm em gái thì có quan tâm người yêu không? Có chứ em ơi. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, câu hỏi này nó khó lắm. Nhưng làm sao để cho hài hòa. Cô này cũng bắt bẻ lắm luôn ha. Cái bản lĩnh của mình là giờ mình làm sao á, mình để cả anh, cả người yêu của mình, cả em gái của người yêu mình, cả ba mẹ của người yêu của mình lo cho mình luôn á. Cái đó mới là cái hay của em. Bởi vậy nên em thích làm dâu. À thích làm dâu á em ơi. Thích làm dâu là tốt. Rồi xin mời thủ trưởng. Kính thưa các khán giả đang theo chương trình, kính thưa chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và hai bạn trẻ, tôi là Nguyễn Văn Thiệp, chỉ huy đơn vị đồng chí Khánh công tác. Về đồng chí Khánh thì là cán bộ trẻ nhiệt tình trách nhiệm, một người có thể là bờ vai vững chắc cho các bạn trẻ sau này chọn. Đối với bạn gái thì bước đầu tôi thấy dễ thương và thấy sự chân thành. Hai bạn nên cho nhau một cơ hội để chúng ta tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Nếu như mà hai bạn mà bấm nút hẹn hò với nhau á, thì thủ trưởng có cấp một số ngày phép nhiều một chút, tạo cơ hội cho hai trẻ gặp được không thủ trưởng? Về thời gian thì quy định theo chế độ của quân đội, nhưng đối với đơn vị sẽ tạo điều kiện trong ngày nghỉ, giờ nghỉ để hai bạn trẻ có thời gian tìm hiểu và gặp gỡ nhau. Rồi, cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi Khánh. Đây, anh chào em nhé. Dạ em chào anh ạ. Anh đến đây có cái con quà nó đáng yêu gửi tặng em. Trước tiên là cái con gấu ní này,
là giống như anh, mập mập tròn tròn. Và nếu như mà không có anh bên cạnh là nó là tường tinh cho anh khi mà thiếu Văn Anh ở bên em. Cái thứ hai nữa là đối với đóa hoa, nó sắc thắm của hoa hồng chắc chắn là các bạn biết rồi, tường tinh cho tình yêu cháy bỏng. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Em không biết tặng gì hết, em tặng anh cuốn sổ có ghi vài dòng chữ của em. Anh cảm ơn nhé, rất là ý nghĩa. Và chắc chắn cuốn sổ này thì sẽ là hành trang cũng như là một cái cuốn sổ để ghi tất cả những cái gì mình nói, mình nghĩ vào đây. Vậy thôi để em về đổi cuốn sổ to hơn. Thôi cho tặng người ta lấy lại. Em mở ra coi là cái cuốn sổ đó ghi cái gì. Dạ, hồi hộp lắm chị ạ. Bài thơ ạ. Bài thơ ạ, em xứ nghề. Bài thơ này là do em tự viết. Dạ em đọc tự viết. Đọc nghe đi em gái. Thôi anh đọc cho em đi. Em nói với anh rằng em người xứ nghệ, đất quê nghèo đầy nắng, đất quê nghèo đầy nắng gió thấy thương. Đón mùa đông bằng kim châm giá buốt. Mùa nắng hè đất vợ cỏ khô cằn. Thân là con của miền đất cằn cỗi, ngày thơ cực cha mẹ lắm lo âu. Nuôi lớn em bằng cơm dưa cả muối. Khoan cho em hỏi, chữ em viết đâu có xấu đâu mà sao anh đọc không có hay gì hết? Không phải là không có hay gì hết, em ngoắc nhiều quá các bạn ạ. Cái chữ G mà ngoắc lên tới từng Kiên Giang, kéo dài xuống từng Cà Mau thì ai mà đọc được hả em ơi? Để em đọc lại. Em đọc lại anh nghe đi. Nói với anh rằng em người xứ nghệ, đất quê nghèo đầy nắng gió thấy thương. Đón mùa đông bằng kim châm giá buốt, mùa nắng hè đất vỡ cỏ không cần. Thân là con của miền đất cằn cỗi, ngày thơ cực cha mẹ lắm lo âu. Nuôi lớn em bằng cơm dưa cả muối, mong rằng em được khổ trước sướng sau. Đi vào Nam từ buổi đầu 18, bàn tay cộc hai gò má rám sương. Xa quê nhà xa ba mẹ thân thương, mong tình yêu em theo nghề gieo chữ. Chăm trẻ VIP con đường em đang bước, hỗ trợ con và đồng hành cùng con. Con phố đó hẹn anh ngày đặc biệt, dắt tay nhau ăn bánh tráng ven đường. Rất hay. Cái này là của anh mà, trả lại cho anh. Thực tình mà nói về bài thơ thì em nhiều lắm ạ. Mà khi gặp bạn gái thì em say quá. Thôi say thì theo comment của rượu. Nếu em là một chén rượu đầy, anh đây chưa nhấp mà lòng đã say. Nếu em là một chén rượu cay, anh đây uống hết để xin được say suốt đời ạ. Hay quá. Rồi. Ghê thật đó, ghê một chút thật. Giao lưu về văn nghệ ha. Bắt đầu chúng ta cảm nhận về nhau đi. Cả cuộc đời này lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau đó các bạn. Lúc này là cảm giác nó rất là hạnh phúc. Nhưng điều mà anh muốn nói với Nga đó là do đặc thù môi trường quân đội, thời gian dành cho gia đình không được nhiều. Một tháng thì anh làm việc có 2 tuần, gọi là một tuần anh trực là 24/24 anh ở đơn vị. Và cái thứ hai đó là tuần anh nghỉ thì sáng anh vào đơn vị, chiều anh lại về. Thì do điều kiện công việc là như vậy thì liệu em có thể chia sẻ được và có thể chiều được hay không? Dạ, về công việc thì ai cũng có công việc riêng của mình, nên là mà công việc đó lại có ích nữa, nên em không có ý kiến về cái thời gian, nếu miễn là có ích cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội thì em ủng hộ. Còn về việc chăm lo cho gia đình thì anh cũng còn bố mẹ nữa, nên còn cả em gái nữa, nên là em cũng không nghĩ là mình phải chật vật lắm. Có dịp anh đưa em về với cố đô thì chắc chắn bố mẹ rất là vui khi thấy em như thế này. Và thông qua đây, nếu bố mẹ được xem qua truyền hình thì chắc chắn là bố mẹ rất là hài lòng về một cái người rất là quen thuộc với bố mẹ, đó là con dâu của mẹ. Anh ở đơn vị thì không sao, nhưng khi anh về thì chắc chắn một điều em không phải lo, đó là việc nhà anh sẽ đảm nhiệm. Những lúc đấy em chỉ việc đọc tạp chí và xem thời sự thôi. Trời sao lãng mạn quá vậy. Trời ơi tôi yêu bộ đội quá à. Trời ơi em nghe chưa cưng đó. Em là... nghe em cũng muốn cũng thích không biết cuốn tạp chí nó viết cái gì không. Hai đứa giận nhau, cãi nhau thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người xin lỗi? Em cũng hơi cố chấp một chút. Quan điểm của em là một là đúng, hai là sai, chứ không có cái kiểu lấp lửng. Đã sai là phải xin lỗi, là phải sửa, rồi nói ra cái lý do đó, chứ không có kiểu mà bào chữa cho mình là ờ vì cái này vì cái kia. Em không có thích như vậy. Anh đã hiểu nhầm em cái gì đó, là em cho anh suy nghĩ thời gian, anh tự suy nghĩ ra. Còn em là em không có, à không phải như vậy, không phải đâu, em không có được như vậy, em không làm được. Cái này hơi căng đó nha em, cái này hơi căng ạ.
này là đón ý, em phải đón ý được cái người bạn gái của mình. Nhưng mà khi mà chị nghĩ là đã yêu nhau rồi á, thì mình đừng có bắt cái đối phương phải đón ý nhiều quá. Lý do là bởi vì mình không có thời gian để mình làm chuyện đó. Những thời gian mình được cận kề bên nhau á, thì mình phải tranh thủ từng ly từng tí một. Cho nên không có cớ gì mà mình không mở lòng ra. Mình giận cái này mình sẽ nói em giận vì anh là như thế này, tại vì anh làm như vậy em giận. Chứ mắc mớ gì mà phải để thời gian để đón ý nhau. Đoán hoài theo mệt chị... quá đúng không? Dạ em cũng hiểu điều đó. Mà em đi để giữ mình lại tính cho hai người, em không muốn tranh cãi là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi một người nào đó mà đã cố tình nghĩ sai cho mình, đã dù thì dù mình có giải thích thế nào thì cũng chỉ là bào chữa thôi, không phải là điều người ta muốn. Người ta muốn nghe mình nói theo đúng ý của người ta cơ, chứ người ta không có thích mình nói theo ý của mình. Nên là mình cố bào chữa cỡ nào đi chăng nữa thì cũng là bào chữa thôi. Nên rồi mình nói mất thời gian. Còn em trai, em khẳng định luôn đó là bản thân em thì dù đúng hay sai em chắc chắn là em là người xin lỗi trước. Chuyện phù quá. Tại vì người con gái khi người ta nóng thì mình càng nóng thêm thì nó sẽ không giải quyết vấn đề gì cả. Trong một bữa đi ăn bánh tráng trộn ven đường cùng em thì anh sẽ nói với em đi trên một con xe máy thôi, anh sẽ nói em ạ, lúc đấy là đáng ra là em sai đấy, nhưng em hãy suy nghĩ lại đi, còn sai đúng anh không quan trọng, anh muốn cho em hai đứa thoải mái thôi, cơm xôi nhỏ lửa thì biết đời nào mà khê đúng không em. Rồi hay quá. Ủa em ơi, đừng chần chờ gì nữa, bấm nút đi em ơi. Bây giờ thế này, hai đứa nắm tay nhau và cảm nhận về nhau trong vòng 30 giây, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Em nghe anh nói là anh không có tật xấu gì đúng không? Vậy anh có cá độ không? Không, điều đấy là tối kỳ của quân đội mà. Không cá độ luôn hả? Vậy giờ nếu mà em cá em thì anh có độ không? Anh sẽ đồ hết cả cuộc đời anh cho em luôn. Còn đối với anh thì thực tình hiện tại đúng như anh Cường Linh nói, quân đội mạnh mẽ như thế nào nhưng đứng trước một nửa của mình bỗng dưng là yếu đuối, run quá không biết nói gì quý vị ạ. Em cũng thấy tay anh run dã man. Ô trời ơi, ngại quá. Có thời gian chơi. Hãy để tay vào nút bấm các bạn. Bấm nút là mình trao duyên cho nhau. Bấm nút là mình phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Không phải bấm nút vì bất kỳ điều gì các bạn nhé. Trái tim mình có rung động, mình hãy bấm. Không rung động, không cần bấm. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Hãy nắm tay nhau. Bắt đầu từ bây giờ các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Trong thời gian vừa qua thì cũng rất cảm ơn quý thủ trưởng đã tạo điều kiện cho em. Và đặc biệt là em gái thì anh có người yêu rồi đấy. Rồi, các bạn sẽ đặt nụ hôn đầu tiên để chúng ta chính thức hẹn hò. Rồi, nếu có dịp các bạn hãy đến Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, có những bộ phim rất hay. Đến đón tôi xem phim để trò chuyện với nhau, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Dạ, cảm ơn chương trình. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. À, cái này là của bạn, cái này là của bạn nha. Cảm ơn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Một lần nữa thì chúc các bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Mong chờ tin vui của hai bạn nha. Dạ. Yeah.